Hồng Kông sẵn sàng cho kế hoạch phát hành hướng dẫn cấp phép trao đổi crypto. Arkham lên tiếng phủ nhận cáo buộc đưa thông tin sai về BTC. Bahamas công bố dự thảo luật crypto mới. Báo cáo hơn 200 triệu pi dự kiến sẽ được mở khóa trong tháng tới. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động crypto 24 giờ tối nay. Theo Bloomberg đưa tin, vào ngày 27 tháng 4, Ủy ban chứng khoán tương lai Hồng Kông, gọi tắt là SFC, đang lên kế hoạch phát hành hướng dẫn cấp phép trao đổi tiền điện tử vào tháng tới. Theo đó, các hướng dẫn sắp tới sẽ cung cấp hỗ trợ cho các nền tảng giao dịch tiền điện tử. Những thực thể sẽ cung cấp dịch vụ giao dịch cho các nhà đầu tư bán lẻ bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. Chia sẻ video này, Giám đốc điều hành của SFC Julia Leung cho biết, quá trình tham vấn về chế độ cấp phép đã nhận được hơn 150 phản hồi từ các bên quan tâm. Trong đó, các yêu cầu quy định về chống rửa tiền và xác thực danh tính KYC là một số cân nhắc chính được đưa ra. Trong khi hầu hết những người được cấp phép là nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số, gọi tắt là VASP, tiềm năng đang chờ xác nhận, thì một số nền tảng giao dịch đã bắt đầu cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử cho các nhà đầu tư dưới sự giám sát của SFC. Đơn vị Metaverse của gã khổng lồ công nghệ Meta Reality Lab đã tiếp tục ghi nhận khoản lỗ gần 4 tỷ đô la trong quý đầu tiên của năm 2023. Được biết, khoản lỗ 4 tỷ đô la theo sau khoản lỗ 14 tỷ đô la được ghi nhận vào năm 2022. Giám đốc điều hành của Meta, Mark Zuckerberg, đã nhấn mạnh trong báo cáo thu nhập rằng Reality Lab có thể sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khoản lỗ hơn trong năm 2023. Tuy nhiên, ngược lại với Reality Lab, phân khúc trí tuệ nhân tạo AI của công ty lại chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ. Theo Zuckerberg, mảng AI của họ đang mang lại kết quả tốt trên các ứng dụng và hoạt động kinh doanh của công ty. Mặc dù Zuckerberg gần đây đã coi AI là khoản đầu tư lớn nhất của công ty, nhưng ông nhấn mạnh rằng tham vọng Metaverse vẫn là ưu tiên hàng đầu của công ty. Ngoài ra, Zuckerberg cũng giải thích rằng công nghệ Metaverse sẽ góp phần hỗ trợ tầm nhìn AI của họ và ngược lại. Sau tin tức về quý đầu tiên có phần tốt hơn mong đợi, giá cổ phiếu của Meta đã tăng 11,7% theo Google Finance. Công ty phân tích blockchain phổ biến Arkham Intelligence đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc liên quan đến việc đưa ra các tuyên bố nhầm lẫn khiến BTC giảm hơn 7% trong chưa đầy một giờ. Theo đó, một cảnh báo từ Arkham về việc MT Gox và chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện giao dịch đã được lan truyền bởi tài khoản cảnh báo tin tức tiền điện tử phổ biến DB hay còn gọi là Tire 10K. Điều này bị cáo buộc rằng đã khiến giá BTC lao dốc mạnh mẽ. Arkham ban đầu đã tweet để xác nhận rằng đây là một lỗi xảy ra do bản sửa lỗi được triển khai, khiến cảnh báo bị gửi nhầm đến một nhóm nhỏ người dùng. Tuy nhiên một giờ sau, Arkham đã tiếp tục đưa ra một dòng tweet tuyên bố rằng họ đã tiến hành một cuộc điều tra về tình huống cảnh báo của DB và xác định rằng các cảnh báo Arkham đã được gửi chính xác trong trường hợp này. Theo Arkham, cả cảnh báo và dòng tweet đều không thể khiến giá BTC giảm mạnh vì đợt giảm xảy ra trong khoảng thời gian từ 2 giờ 17 đến 3 giờ 01 theo giờ Việt Nam ngày 24 tháng 7. Trong khi các cảnh báo cũng như dòng tweet tiếp theo của DB đã được đưa ra vào lúc 3 giờ 07 và 3 giờ 08 cùng ngày, tức là được đưa ra sau thời điểm giá BTC bắt đầu lao dốc. Sau khi chứng kiến sự phục hồi gần 10% vào cuối ngày 26 tháng 4, BTC đã đột ngột giảm mạnh vào rạng sáng 27 tháng 4 theo giờ Việt Nam, khiến thị trường phái sinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi chứng kiến 211 triệu đô la tiền điện tử bị thanh lý. Trong đó, các giao dịch BTC chiếm gần 97 triệu đô la. Tính đến 15 giờ chiều nay, giá BTC đã phục hồi về 28.858 đô la, tăng 1,6% trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Trong một thông báo, vào ngày 26 tháng 4 tại Consensus 2023, mạng xã hội MeWe cho biết họ sẽ tích hợp vào mạng Blockchain Frequency, một parachain thuộc Polkadot nhằm mang lại danh tính dựa trên blockchain tự chủ hơn cho 20 triệu người dùng của mình. Theo đó, việc tích hợp sẽ cho phép người dùng của MeWe kiểm soát dữ liệu nhận dạng của họ và hoạt động như một nền tảng để kiểm soát dữ liệu họ có trên các mạng xã hội. Được ra mắt vào năm 2012, MeWe tự định vị mình là một sự thay thế của Facebook, đánh mạnh vào việc cung cấp các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng. Chia sẻ tại hội thảo Consensus 2023, Giám đốc điều hành MeWe Jeffrey Eden cho biết rằng động thái tích hợp mới sẽ cho phép MeWe đưa ra cam kết lâu dài về quyền sở hữu dữ liệu cho người dùng.
Ủy ban Chứng khoán Bahamas, gọi tắt là SCB, đã chính thức công bố bản dự thảo dự luật trao đổi đã đăng ký và tài sản kỹ thuật số, hay còn gọi là DE, năm 2023. Được biết, dự luật năm 2023 được cập nhật từ đạo luật DE năm 2020. Công cuộc xây dựng dự luật bắt đầu vào tháng 4 năm 2022 với sự tham gia soạn thảo từ công ty luật Hogan Lovells. Chia sẻ về dự luật, Giám đốc điều hành SCB Christina Rolli cho biết, sau khi được thông qua, DE 2023 sẽ là một trong những phần luật tiên tiến nhất về tài sản kỹ thuật số trên thế giới, đồng thời sẽ phù hợp với cam kết của Bahamas trong việc tạo điều kiện phát triển và đổi mới trong một môi trường được quản lý tốt. Bên cạnh đó, dự luật mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh được quy định bao gồm tư vấn và quản lý tài sản kỹ thuật số, dịch vụ phái sinh, dịch vụ nút và staking, đặt ra các yêu cầu đối với các hệ thống và kiểm soát của sàn giao dịch, đồng thời điều chỉnh các ví lưu ký và các dịch vụ mã thông báo ban đầu. Đáng chú ý, dự luật cấm phát hành stablecoin thuật toán và token riêng tư trong nước và đề cập đến NFT, yêu cầu thanh khoản, khai thác và giải quyết xung đột. Quá trình tham vấn về dự luật có thể diễn ra đến hết ngày 31 tháng 5. SCB đặt kỳ vọng dự luật sẽ có hiệu lực vào cuối quý 2 năm nay. Công ty bảo mật blockchain Certix được cho là đang đưa ra một kế hoạch bồi thường cho những người dùng bị ảnh hưởng trong vụ hack trên sàn giao dịch phi tập trung Merlin diễn ra vào ngày 26 tháng 4. Như CryptoLeakVN đã đề cập trong các bản tin trước, sàn DEX dựa trên ZKSYNC Merlin đã trở thành nạn nhân của một vụ khai thác gây thiệt hại hơn 1,82 triệu đô la, mặc dù đã được kiểm toán bởi công ty bảo mật Certix. Một số cuộc điều tra ban đầu chỉ ra rằng các hacker đứng sau vụ khai thác là nhóm kỹ thuật của Merlin. Certix chỉ ra rằng các nhà phát triển này có trụ sở tại châu Âu, đồng thời lên tiếng cảnh báo rằng công ty sẽ hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để truy tìm họ nếu việc đàm phán trực tiếp không thành công. Theo đó, Certix đang kêu gọi nhà phát triển lừa đảo trả lại 80% số tiền bị đánh cắp, thừa nhận 20% sẽ được gửi lại dưới dạng tiền thưởng mũ trắng. Công ty cũng chỉ ra rằng sẽ cam kết hỗ trợ người dùng bị ảnh hưởng, mặc dù điều này nằm ngoài phạm vi kiểm toán hợp đồng thông minh. Như CryptoLeakVN đã đề cập trong các bản tin trước, ví tổng JBT của Pi Network gần đây đã bơm hơn 50 triệu Pi để tích cực trả Pi về Mainnet cho các Pioneers đã KYC. Bên cạnh đó, tổng số VP đã về Mainnet cũng chứng kiến sự gia tăng ấn tượng. Song song với những sự phát triển trên, một số lượng lớn Pi dự kiến sẽ được mở khóa trong tháng tới. Theo một báo cáo bởi Edwin Pi, trích dẫn các số liệu thống kê từ Pi.org, các đợt mở khóa Pi quan trọng được dự đoán sẽ diễn ra sau một tháng nữa. Ước tính sẽ có tới 200 triệu Pi được đưa vào lưu thông. Dữ liệu Pi.org cho thấy hiện tổng số Pi đã di chuyển là khoảng 1,77 tỷ và số Pi mở khóa là khoảng 455 triệu Pi, chiếm 25,7%. Việc mở khóa 200 triệu Pi sắp tới được cho là sẽ góp phần làm tăng đến 50% nguồn cung cấp Pi mở khóa đang lưu hành, từ 455 triệu lên khoảng 650 triệu Pi. Bên cạnh đó, theo Edwin Pi, làn sóng mở khóa Pi lớn thứ hai sẽ diễn ra sau 2 năm nữa, rơi vào khoảng tháng 4 năm 2025. Ước tính sẽ có 1 tỷ Pi được mở khóa. Việc một lượng lớn Pi được mở khóa sẽ có thể gây ra áp lực bán lớn trên thị trường. Tuy nhiên, theo Edwin Pi, với cơ chế khóa 200% của Picoin Team sẽ phần nào giúp hấp thụ bớt số lượng Pi đã được mở khóa. Ông chủ sàn Binance, Trang Penzao, đã lên tiếng bác bỏ một báo cáo gần đây của Bloomberg về khối tài sản 28 tỷ đô la. Theo danh sách top 25 tỷ phú được đề xuất bởi Bloomberg, Zhao được cho là nằm ở vị trí thứ 3 trong số các tỷ phú tài chính toàn cầu, nắm giữ tài sản ròng ước tính khoảng 28,2 tỷ đô la. Trong một tweet vào ngày 27 tháng 4, Zhao cho biết các con số này được đưa ra trong bảng xếp hạng của Bloomberg đều không chính xác, đồng thời nhấn mạnh rằng ông không có nhiều tài sản đến như vậy. Ông chủ Binance cũng đề cập rằng ông chưa bao giờ xem sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị sụp đổ là đối thủ. Zhao cũng đã nhiều lần phủ nhận thông tin từ các nguồn chính thống lớn như Bloomberg và Forbes, cho rằng các báo này là phút. Thị trường tiền điện tử chiều nay đang đi ngang. Vốn hóa toàn cầu vào lúc 18 giờ là 1,25 nghìn tỷ đô la, thay đổi 0,1% trong 24 giờ qua. Bitcoin trao đổi tại 28.994 đô la, giảm 0,7% trong ngày. Ethereum điều chỉnh về 1.884 đô la, tăng 1,8%. Binance Coin trao đổi tại 330 đô la. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi bản tin Crypto 24 giờ của CryptoLeakVN. Đừng quên đăng ký tài khoản trên website của CryptoLeakVN để vừa xem video, vừa earn token selfie. Xin chào và hẹn gặp lại!